Hôm nay Mạc Lâm sẽ cùng với quý vị làm một món ăn cũng ít người làm lắm. Tuy nhiên là Mạc Lâm biết cái món này cũng từ khá lâu rồi, bây giờ cố gắng để làm lại. Đó là cái món cốt lết chiên giòn. Thưa quý vị, cốt lết là cái loại thịt sườn đó mà chúng ta thường để làm là thịt nướng đó. Thì cái này là chúng ta có thể làm nó để mà chiên giòn được. Và khi mà chiên giòn với lại muối đó, lắc muối, xóc muối lên thì nó rất là ngon. Bây giờ cái miếng cốt lết thì quý vị mua về đó, thì quý vị lấy cái cán dao mà lớn lớn chút, quý vị đập 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 cho nó dập dập cái miếng này đi quý vị. Vâng, mình đập nghiêng vậy cho nó nhiều lần cho nó cái miếng cốt lết này nó mềm xuống một chút xíu. Vâng, cũng không có làm nhiều lắm đâu, chúng ta cũng đập vài lần vậy thôi. Rồi, cái quan trọng là chúng ta đập như vậy đó để cho nó cái miếng thịt nó giãn ra, nó mỏng bớt, và nó cái thớ thịt nó ăn cái gia vị đó quý vị. Dạ. Khi chúng ta đập xong rồi, một lát chúng ta lạng mỡ chung quanh, chúng ta bỏ mỡ đi. Cái sườn cốt lết này đó ở Việt Nam mình thì cũng hơi là nó cũng hơi đắt tiền, nhưng bên Mỹ này đó thì nó cũng rẻ tiền lắm quý vị. Bây giờ thì chúng ta và gạt gạt cái mỡ này bỏ nha quý vị, chung quanh mỡ bỏ hết đi. Cái này khi mà chúng ta nhúng bột và chúng ta chiên đó thì nó giòn, và chúng ta xóc muối rồi nó rất là ngon. Đây là cái món ăn khai vị đó, nhưng mà ngon lắm. Nếu mà cuối tuần mà làm cho các cháu ở trong nhà ăn thì mấy đứa nhỏ nó sẽ rất thích. Chúng ta sẽ cắt cái thịt này theo cái như là đốt ngón tay quý vị. Chúng ta sẽ cắt nó thành những cái dài bằng ngón tay như vậy. Thì bây giờ chúng ta chia làm đôi. Không có cho nó dài quá, tại vì nó dài quá đó thì nó sẽ khó khó ăn lắm. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cắt như vậy thôi. Bây giờ chúng ta cắt như vậy thôi, đó. Cái quan trọng là chúng ta khi ướp đó, cái mới quan trọng. Vâng, khi thịt chúng ta bỏ vào cái tô để lát chúng ta ướp luôn. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã có thịt ở trong tô này. Và bây giờ quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta cắt như vậy đó thì cái miếng thịt nó chỉ dài dài vậy thôi, cũng có miếng ngắn như vậy nữa thì nó cũng ok, nhưng mà đừng có lớn, cái quan trọng là đừng có lớn quá. Bây giờ chúng ta sẽ ướp thịt. Vâng, xin phép quý vị để cho Mạc Lâm đi rửa tay cái rồi. Thì quý vị rửa tay kỹ đó thì quý vị sẽ rất là tự tin khi làm bất cứ một cái việc gì trong nhà bếp. Chúng ta nấu cho cả gia đình và những người thân yêu của chúng ta, đừng có để những cái sự đáng tiếc xảy ra nếu mà chúng ta không rửa tay. Vâng, bây giờ chúng ta ướp thịt quý vị. Thì với cái số lượng thịt như vậy đó thì chúng ta sẽ có những cái món những cái gia vị đi kèm như sau. Thì cái bột gà đó quý vị, đây là bột gà mà Mạc Lâm sẽ dùng trong này. Cái bột gà này quý vị cho là nửa muỗng ăn canh. Vâng. 1/5 muỗng cà phê tiêu trắng. 1/5 muỗng cà phê tiêu đen. 1/2 muỗng cà phê bột bột ớt. Nửa muỗng cà phê thôi nha quý vị. Vâng. Và quý vị cho Mạc Lâm 1 muỗng cà phê rượu, rượu nấu ăn đó. Đây là cái loại rượu nấu ăn mà Mạc Lâm sẽ xài hôm nay. Chúng ta đổ vào đây hết. Và bây giờ chúng ta có một cái chai dầu kế bên và một cái bột bắp kế bên nữa. Bây giờ chúng ta bóp. Chúng ta bóp cái mục đích cho nó thấm cái gia vị vào trong thịt quý vị. Chứ nếu mà chúng ta dùng đũa chúng ta quậy lên thì nó sẽ không thấm đâu. Vâng, thì cái gia vị khi mà nó thấm vô trong thịt rồi đó thì nó mới ăn, nó mới ngon được. Bây giờ chúng ta có một cái quả trứng gà. Chúng ta đập vào đây luôn. Và bóp cái trứng này luôn quý vị.
Và bây giờ bột bắp chúng ta từ từ chúng ta bỏ vào đây. Một bột bắp thì quý vị cứ bỏ cho tới khi nào nó ra nó đặc lại thì thôi. Vâng, bột bắp. Cái này bột nó phải đặc nha quý vị, nó không đặc thì nó sẽ không có giòn đâu. Cái lý do chúng ta phải bóp như vậy thì vì nó sẽ làm cho cái thịt nó mềm đi, nó thấm vào thịt đó. Quý vị cho bột cho tới khi nào quý vị thấy nó sệt lại mới được, chứ còn lỏng là không được. Lỏng thì nó chiên nó sẽ không giòn. Bây giờ quý vị cho vào đây một ít dầu, chút xíu dầu thôi quý vị. Dầu ăn đó. Vâng, khi quý vị thấy cái tay mình nó nặng rồi đó là kể như là đã cái bột đã xong. Đây là cái tay nó bây giờ nó nặng rồi nè, cái bột nó đã xong rồi đó quý vị. Vâng, bây giờ quý vị nếu mà ở gần đây ra sẽ thấy như thế này, cái bột nó sẽ như thế này. Vâng, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị để mà chiên cái sườn heo của chúng ta quý vị. Khi mà cái dầu nó khi mà nó chung quanh cái đũa nó nổi bọt lên, có nghĩa là nó đã được 300 độ. Bây giờ nó chưa tới 300 độ, chúng ta phải chờ. Tại vì nếu mà chúng ta chờ chiên ít cái độ quá thì nó sẽ khó giòn. Vâng, bây giờ chúng ta bỏ vào đi. Nó cũng chưa được giòn lắm nhưng mà cũng ok quý vị. Bây giờ nó bắt đầu nó lên rồi đây. Quý vị để lửa high, medium high nha quý vị. Đừng có để lửa cao quá. Chúng ta phải kiên nhẫn, tại vì cái này nó chiên thì nó hơi lâu nó mới vàng vô trong được. Cho nên mà để quý vị để lửa cao quá đó, thì ở ngoài nó giòn mà ở trong thịt nó không có chín tới. Nó phải vàng như vậy mới được quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta chuẩn bị để làm cái muối tỏi quý vị. Vâng, chúng ta chuẩn bị muối và để xóc cái thịt của chúng ta. Bây giờ quý vị cho vào đây nửa muỗng cà phê, đầy hơn nửa muỗng chút xíu vào đây quý vị. Muối nha. Dạ. Rồi còn đây là salad bầm đó, quý vị bỏ vào đây luôn. Một muỗng ăn canh salad. Một muỗng canh tỏi. Một muỗng canh ớt. Ớt mà ớt sừng là ớt không cay đó quý vị. Và đây luôn. Và chúng ta còn hành ngò, nhưng mà hành ngò là bỏ sau cùng. Bây giờ quý vị trộn cái này lên. Trộn tất cả này lên và quý vị bỏ trong chảo cho nó nóng chảo rồi sau không cái này lên. Giờ chúng ta mở lửa. Quý vị cho một chút xíu bơ vậy thôi quý vị. Bây giờ cho nó tráng cái chảo, cho nó ướt cái chảo đi. Và chúng ta mới cho cái hỗn hợp muối và những cái gia vị này vào. Chúng ta lắc nó cho nó thơm lên.
Vâng, bây giờ đã đứng đây là rất là thơm quý vị. Và bây giờ đây là lúc chúng ta bỏ hết cả cái này vào đây. Chúng ta bắt đầu lắc nó. Bây giờ quý vị cho cái hành mà chúng ta cắt nãy đó bỏ vào đây luôn. Chúng ta tiếp tục hết lắc nó. Tất cả những cái hương vị mà chúng ta lắc như vậy nó sẽ bao quanh cái miếng thịt quý vị. Và nó sẽ thơm lắm. Vâng, bây giờ nó đã xong, quý vị có thể đem nó ra rồi đĩa. Tắt lửa và đem ra đĩa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đây là cái món cốt lết chiên giòn. Chúng ta đã làm rất là thành công và rất là đẹp nữa. Quý vị sẽ thấy đây là một món ăn mà rất là lạ và gia đình sẽ thích. Tuy quý vị thấy nó có ớt trong này nhưng mà nó hoàn toàn nó không cay, vì đây là chúng ta xài cái ớt sừng nữa quý vị. Tất cả những cái hương vị ở đây rất là thơm. Và quý vị có thể thử làm ở nhà theo cách rất dễ làm này. Hy vọng rằng mùa lễ năm nay quý vị sẽ có những món ăn ngon. Cảm ơn quý vị.